Chào các bạn, là mình đây. Mình hôm nay mình sẽ đập hộp cho các bạn một con Thunder siêu phẩm. Con này là con One Magic Clip nhé các bạn. Con này phiên bản hoàn toàn mới. Đó, như các bạn thấy ngoại hình đó, full inox. Nó con này nó giống như phiên bản kỷ niệm 100 năm của con One nhé các bạn. Đó, mình sẽ khui hộp bên trong như thế này cho các bạn xem nhé. Đây, đây, bên trong nó vẫn có chữ 100 năm đây. Nhưng mà con này là con One Magic Clip nha các bạn. Con này nó thay đổi, nó khác với các thế hệ đời trước là vỏ nhựa, mà thay vào đó là con này nó được thiết kế bằng vỏ full inox đó. Các bạn thấy không, nhìn rất là rất đẹp nha các bạn. Này, thông tin này các bạn có thể nhìn rõ các thông tin của hãng sản xuất ở đây. Đặc biệt là con One này, cái thương hiệu đó đã được gây dựng khá là lâu, cái thương hiệu đó được gây dựng nên từ bộ lưỡi kép nữa nhé các bạn. Này các bạn xem này, bộ lưỡi kép này rất là đẹp, rất là bén, hiệu quả cắt rất là cao. Này thì đây là video đập hộp, thì mình sẽ có những clip test cắt tóc hay là xe bên trong động cơ. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi để biết được thông tin chi tiết con qua này nha. Rồi xin cảm ơn các bạn.